C6 là một tiếng. Xin chào Long Nguyễn. Chào nha, chào mọi người nha. Làm nha. Màu đi một. Màu là màu pink A10. Bỏ lên leader trên tiếng lộn bột ly bắn loạn luôn à, làm bắn loạn luôn. Đẹp nhất nữa không. Hello Quốc Anh, đuối hả? Chị em nhớ share bài dùm nha, nhớ share dùm cho nó mọi người coi để cho học sinh vô ôn. Cái này là vợ em hay hỏi là Quốc Anh làm ba màu nè. Thấy không? Người mẫu này hả? Mẫu này thuộc dạng mẫu hậu. Mẫu này chắc mẫu hậu. Ok, giờ mình làm cái ombre, cái marble. Cái marble hai màu nha, bỏ cái clear lên đây. Ok. Giờ mình làm cái màu tím trước nè, màu tím. Mình nhẹ nhẹ cái tay lại cho nó ra cái marble. Cho nó chạy qua bên đây. Cho nó chạy cái màu marble qua bên đây. Ok. Sau này mình bỏ cái màu xanh mình đưa xuống nè, mình đưa cái màu xanh xuống, màu tím xuống. Ok, rồi sau mình bỏ cái màu, bỏ cái glitter lên đây, bỏ cái glitter lên đây. Đó, sau này mình làm cái gì? Mình làm cái màu bầu màu xanh, cái màu xanh này bỏ lên nè, chạy lên đây cái mình đưa xuống. Yeah. Đọc như thịt dịch, đọc còn hơn thịt dịch nữa. Sao mình làm cái gì nè, lấy tí xíu màu xanh nè, màu tím nè, màu
tím rồi bỏ lên đây nè. Dập nè, để cho nó thấy, đừng có thấy cái lằn này. Bây giờ đừng cho thấy cái lằn này. Bây giờ bỏ tí xíu màu xanh nè, tí xíu màu xanh nè, bỏ lên nè. Xong rồi bỏ gì, bỏ tí xíu glitter nè, bỏ lên đây. Tí xíu nè, cho nó đậm nè, tí xíu cho đậm nè. Chút nha, bỏ bột lia lên là phủ nè, bỏ bột lia lên phủ nè. Đâu lắc, làm gì đâu lắc, qua bị vợ đánh ha. Đâu lâu lắm tôi bị vợ đánh đó, phải không? Người ta đẹp nhất lắm, còn em đâu là đâu lách tàu qua bị vợ nó chui vô hả? Sao vợ nó chui vô nách hả? Anh đi bao mấy ngày về anh nhức dưới nách không à, nhức dưới nách xa luôn. anh nhức hán. Đừng nghĩ bậy nha, anh đi nhiều ngày anh ngồi nhiều đau háng chứ không phải là làm gì bậy, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nha, anh ngồi nhiều quá đau háng. Thấy đẹp không, nhức nách luôn, thì coi nhìn là cái là muốn xỉu luôn. Ok, giờ cái ngón này, ngón này thì mình làm nhẹ hơn một chút. Mình làm nhẹ hơn một chút. Màu tím nè, chút xíu thôi. Ở đây. Xong rồi bỏ màu xanh lên nè. Màu xanh này bỏ lên nè. Bỏ tí xíu màu tím lên lại nè. Màu tím lên lại nè. Tí xíu này lên nè, nè bỏ lên đây nè. Đó, giúp này giúp nhẹ nhẹ nè. Đó, rồi đưa xuống nè. Cho bỏ một ly nè. Not this way, but we just
2 giờ ngày mai nha. Và đó mà hẹn 2 giờ. Xong nó kêu lại không có làm. Bọn lấy nhiêu? Lấy 550 ha. Bọn này lấy 550 ha. Đơn giản mà, đâu có gì khó đâu. Tình yêu làm đơn giản. Đơn giản như đơn giản. Đi nhiều quá nhức chân hả? Ở dưới nó còn hơi mỏng mà cho nó. Thôi ở dưới nó còn hơi mỏng mà cho mình cho nó một xíu nữa cho nó dày. Lỡ tí xíu nó sợ nó gãy đi nó con mấy con mấy người khách này đi lâu lắm mọi người ơi, đi mấy tháng mới tới làm bộ process. Lâu lắm cho nên mình phải làm kỹ lắm. À, để trả nhiều tiền đó mình phải làm kỹ. Cho nó dày chút. Nó dày, nó bao bọc hơi dày chút. Dạ, làm đẹp mới lên like chứ làm xấu lên like chúng chửi. Hay làm đẹp lên like chúng chửi. Làm xấu mà làm vậy mà nó còn bị chửi nữa, chi là làm xấu. Làm xấu là chúng chửi thiệt luôn, chúng chửi má ơi luôn. Chắc em không nói giá được quá, nói giá hoài sợ lắm. Tại tùy theo khu vực của anh chị làm, anh chị ở, anh chị lấy bao nhiêu thì anh chị lấy thôi chứ em cũng chẳng biết nữa. Hello Phong Trần, hello. Bây giờ mình làm ba màu, mình làm ba màu này. Nè, màu tím nè, bỏ lên 50% nè, bỏ lên nè, đưa vô nè. Nách luôn cái xíu nữa vậy. Dạ làm nói chung là mình phải đi làm cho nó đẹp, cho nó tìm cái màu, chứ không thôi là nó chọi màu nó không có đẹp nha. Cái này là bà Đức nha, phải tình yêu Đức nha, bà Đức Tây á. You cut by yourself, can't remember. Yeah, you cut by yourself. Tí nữa chưa đâu, tình yêu còn làm cái kho cái ấy lên đây nữa, cái màu trắng lên đây nữa, cái chưa có xong nhá. Màu xanh nè, chưa, hôm nay anh mệt chưa nói vui đâu, chắc ít bữa nên tôi lấy lại sức ra. Thì mấy ngày nay đi về mệt quá chưa có vui nổi. Rồi anh chị em nhớ nha. Rồi giờ mình làm một phiên lên đây. Đó, một phiên nè. Bỏ lên nè. Nhẹ nhàng hơi xuống mà kéo nhẹ nè.
đi nè. Yeah, they know it every day. Yeah, every day. Every day. Get the car if you somebody pick up the pizza. Yeah, I know that. Yeah. Pizza, pizza, pizza. Cái này nó phải đắp, nó mỏng là mình đắp cho nó dày một chút cho nó đẹp. Chứ hồi nó gãy á, móng này nó dài lắm á, mọi người. Thấy không, nó dài lắm, mình phải đắp cho nó dày một chút. Không thôi nó gãy. Tí nữa mình trang trí lên đây nha. Tí mình trang trí lên đây là nhất cái nắp luôn. Đẹp không? Có một liều là nó nhức nách thiệt luôn rồi chứ. Nhức nách thiệt luôn. Viêm nách luôn hả? Thì mình hãy có lưới đau nách, bây giờ có lưới viêm nách rồi, hai lưới gặp nhau đi. Đúng rồi, cái loại này là cái loại EMA á, xài EMA nha, đừng có pha gì hết á. Cái loại này là loại EMA nha, nhớ nha. Màu xanh đi một. Cái màu này đậm á, anh chị em lấy ít thôi, đừng lấy nhiều quá, lấy nhiều quá tụt lút luôn. Lấy nhiều là đi luôn đó nha, nói trước à. Ngọt ngào quá, giống tình yêu quá. Sợ dễ sợ. Má nó bán pizza mà tưởng quýnh lộn quýnh boxing nữa đó. Bà má. Nhỏ mà hay hay sáng chóng nạn. Nhỏ nó chắc lãm luôn. Nhìn đẹp không? Ôi là la. Bóng dài, chạy dài xuống. Móng nó dài, mình phải làm một lia từ trên xuống dưới nha. Nó dài. She throw everything. She go around and she throw everything and she ask you why, right? She yell. Yeah, she's talking now. Yeah, she's talking. You gotta be careful what you say. Ooh. Yeah, my husband said a bad word the other day. She said it right behind me. We're like, oh. Yeah, no. She learned so fast for a kiss. Yeah, they don't know what they mean. They just say it. Yep. They hear you. Yep. She says it. She's almost probably trained. Okay, rồi tình yêu sẽ dũa nha, anh chị em thấy bàn tay nè.
cái này không nhất nó cũng mới lạ đó. À, nhìn cái mỏ bò này, thấy không? Nhìn cái mỏ bò khi nó khô lại đẹp lắm. Rồi bây giờ mình vô nha. Đây là màu purple, blue, pink. They live in the country. She plays outside all day long. Đây là CX26 màu đẹp như đời. Tí xíu nữa tình yêu sẽ làm một cái nữa nha, bộ nail chưa có xong, anh chị em cố gắng coi. Pedicure. Na 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 na. Giá bao nhiêu? Dạ giá 17 đồng chị. Coi lại video sau vậy. Rồi cảm ơn. Khi có gì coi sau cũng được. Hình như bạn để đây cho mọi người coi ha. Móng tay này hơi bị khó, hơi bị dài cho nên mình làm. Thấy tình yêu làm xong tình yêu dũa rất là ít không? Mọi người nhớ cố gắng hiểu nha, hiểu bài. Nhớ học sinh nhớ hiểu bài nha, nhớ cố gắng là đắp vô trong cái móng, không có nên dũa nhiều. Thấy chưa? Dũa 2-3 đường thôi, dũa 2-3 đường thôi là dũa. Thấy tình yêu dũa không? 2-3 đường thôi. Đó, 2-3 đường thôi là nó đẹp rồi. Cảm ơn chị Jenny Lê. Anh chị em nhớ tí nữa tình yêu làm một cái trên đây nữa nha. Có cái trên đây nữa, bằng treo. Làm bằng treo ha, nó cũng đẹp. Móng của này đúng đẹp luôn, thì cái tay hơi ấy thôi chứ còn đẹp lắm. Cái tay nó hơi khó làm chút xíu thôi chứ mà đẹp, làm ra đẹp. Có xăm nhiều lắm, có xăm quá trời. Xăm hết cái tay luôn, hết cái tay chắc hết cả người luôn á. Lo Thảo muốn coi thêm mà em phải đi làm. Đi làm hả? Thì đi làm đi, thì khi nào rảnh đó mình coi nha. Khi nào mình rảnh đó mình coi.
Sư phụ có màu trắng luôn, đồ nó không có. Ai xin tôi cho? Mấy bộ nail design thì thường ít có người coi ha. Mấy cái bộ ombre đồ thì dễ, người ta dễ coi hơn, dễ làm. Cái này hơi khó ha. Cái này hơi khó dành cho những học sinh cũ nè. Học sinh cũ vô coi. Rồi cảm ơn Hiền à. Mấy người nào đã làm rồi vô coi mấy cái này thì học. Rồi, đổ nha. Bỏ nó vô như cái hút, như cái lọt không? Bỏ này bên góc còn cái kia vô. Hôm nay tình yêu hơi mệt chút cho nên ít nói chuyện ha. Anh chị em mong anh chị em thông cảm coi ha. Có gì hỏi thì có gì tình yêu sẽ trả lời ha. Hỏi đi, không có hỏi gì chứ mà. Tại vì nói chứ cũng mệt mọi người ơi, đi làm, đi dạy về mệt lắm, bệnh quá trời bệnh. Đuối á, mệt. Bây giờ mình mấy cái tuần lễ sau mình mới hồi sức. Một đắp chỗ này cần loại đặc biệt hay loại bột thường cũng đắp được. Cái này á hả? Cái này loại này có phải bột màu chứ làm sao mà bột thường sao mình làm được em? Bột này là phải bột màu mình mới làm được chứ. Đâu có đặc biệt gì đâu, nhưng mà đều có cái là nó phải bột màu. À, bột màu mình mới làm được. Chứ đâu phải là mình muốn làm gì mình làm bột thường sao làm được. Bột thường nó đâu có ra kiểu này được, nó phải làm bột màu. Bột màu là màu tím, màu xanh, màu đỏ gì đó, rồi đại khái là màu hồng gì đó, là mình phải làm bằng bột. Sau rồi mình vữa ở dưới nè, vữa ở dưới luôn. Tí nữa thì điêu trang trí lên đây rất là đẹp luôn nha. Cái này đã hơi khó chút, nhưng mình phải biết cách trang trí thì nó mới đẹp được. Em muốn mua cây dũa, gọi số điện thoại 832-216-7717. Bột CDX là bột gì? CDX là bột gì em? Anh đâu biết đâu. Clam clip làm cũng được mà nó chảy lắm. Bột clam clip nó chảy dữ lắm.
DCS là gì? Đảng Cộng Hòa hả? Bột gì kỳ vậy? Bột gì mà DCS là Đảng Cộng Hòa? Anh đâu có biết đâu. Anh ơi, cây vũ anh đang xài là dày mụn hay sao ạ? À? Dày mụn là sao em? Bảy mụn. Cái này là giữa mụn bảo đảm luôn, tốt luôn, đâm mụn chết luôn. Đầu mịn à, đầu mịn cái này là cái này nó có một size thôi em ơi. Cái này là nó dạng giống như medium gì đó, nó một size một à, nó không có size thứ hai. Cho nên em mua về em để em giũa critical thôi, giũa cho tất cả các loại mụn. Giũa cho tất cả là các loại mụn luôn nha. Anh đâu có bán ngoài supply em. Bột của anh là chỉ có bán ở trong cửa hàng của anh thôi, chỉ có gọi order thôi chứ anh không có bỏ ngoài supply nha. Anh không bao giờ anh bỏ bột ngoài supply, anh bán chỗ anh thôi à, cho nên là của đen này Huỳnh thì anh không biết em ơi, anh không có biết của mấy người đó, tại vì mấy cái đó anh không có đắp cho nên không biết. Anh đâu có biết đâu, tại vì anh chị em cảm thấy cái nào hay thì anh chị em mua thôi. Còn bột của anh là anh không bao giờ anh bán ngoài supply nha. Tại vì mà mấy cái này anh không có ấy, còn pha bằng tay không mà em ơi. Anh bán bằng pha bằng tay để anh làm anh bán mà. Anh đâu có bán ngoài supply được, đâu có nhiều đâu bán ngoài supply nổi. Lỡ mà bán supply là mình phải làm nhiều thiệt nhiều chứ mình đâu có làm nổi bằng tay mà. Mình make by hand. Anh không có xài mấy loại bột đó cho nên anh không có biết nha, thông cảm nha. Cái đầu dũa này 20 đồng một cây. Anh chị em gọi số điện thoại nha, 832-216-7717 nha. Để gọi mua cái order cái đầu dũa này về, dũa đã lắm. Dũa rất là sướng, dũa đủ thứ. Dũa luôn cả mụn luôn. Em nào mà có một bọc đưa tôi chọn cái là bể liền. Dạ không có gì. You wanna hit you. Rồi, dũa này xong là giờ mình dũa mình nha. Lót cửa lại rồi. Đổi rồi. Bình thường trở lại. Có chìa khóa. Làm xong rồi nó ra nó rất là ảo huyền, nó thiệt luôn á, nhìn tí xíu nó thì làm nên mấy món ở đây nhìn nó ảo lắm. Anh chị em nhìn nó ảo lắm, anh chị em coi nè.
phải ai hẹn 5:30 đâu. Chắc mắc cancel rồi. Số điện thoại là 832-216-7717. 832-216-7717 nha. Đẹp quá, đẹp trời. Để xin được trang trí bên đây là nhất cái đất luôn. Em ghi cái số điện thoại giùm anh riêng cái đó nha. Cho anh chị em coi cái số điện thoại nha. Có gì nhiều khi đọc hoài à. Ngày nào tình yêu cũng đọc cái số điện thoại của mình hết. Oh my goodness. Every day like that. Make me crazy. Sometimes they drive in the soda. They hit the wall. Boom, 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 boom. I come see. I try to work. Giờ này chắc đuối rồi, nói chuyện hết nổi rồi. Nhiều khi phải nói chuyện sung sung rồi lên, ta bài vô ta coi. Giờ tình yêu sáng, tình yêu sung quá, nói chuyện quá trời đã luôn, quá trời nhiều người coi. Giờ chắc đuối rồi, giờ mệt rồi. Xin lỗi nha. Có hỏi gì thì trả lời thôi, chứ giờ không biết nói chuyện gì nữa, không biết nói chuyện hài gì cho vui nữa. Đuối quá. Đôi lúc người có bị tâm trạng. Lúc nào phải có tâm trạng, chứ không có phải... hài nó cũng phải theo tâm trạng chứ không, nhiều khi không có biết nói gì luôn. Coi có bắt được nhịp, phải bắt được cái nhịp, bắt được cái nhịp khùng thì mới nói chuyện mới vui được, chứ còn bình thường chắc cũng không biết nói gì. Chỉ có vợ, chỉ có kể neo thôi chứ không biết nói gì. Hôm nay tình yêu làm 2 like rồi đó. Tí giờ mình làm like nữa là xong luôn. Tí nữa mình về nhà mình hát karaoke 1 like nữa là đủ 3 like, 1 ngày 3 like đủ rồi. 2 like leo 1 like karaoke muốn gì nữa. Đúng không? Hát bài đi sư phụ, giờ này hát cho nó cúm ha. Rồi là sáng cho nó bắt ha. Trời ơi, về nhà ta hát chứ. Giờ này mà hát bảo đảm cảnh sát vô nó bắt luôn, không lấy được tiền nhỏ này nữa. Làm nail chưa xong, gần sắp sửa xong mà kêu hát bài vô nó bắt. Nó bắt xong cái rồi mình tự nhiên mình vô mình bắt mình không có được tiền thôi. Em nào đứng yên vị trí đó đi, đừng có lên manh động nhất, nghe không? Không được đâu. Thảo nó hay vô rình, mà rình đập mấy cái vụ mà làm cái mấy bộ neo này lắm nè. Mấy người nó lợi hại lắm. Em này hay rình đập lắm. Nó còn hơn bắt mau luôn. Rình đập.
nhân cũng vậy, tí nữa tí nợ làm nhân thân giúp một mình loại. Tình yêu không hiểu sao em đắp bột không đẹp được, em chưa biết lấy nước. Vậy là qua anh đi em Lý Trần, qua anh đi về bảo đảm với em là đắp pha luôn, trả 700 đô thôi. 700 đô được bao ăn, bao uống, bao ở, từ lương, được chơi, được ca, được hát, được nghề nữa, tại sao không đi? Rảnh đi đi, rảnh qua anh học đi. Em xem tình yêu hoài mà không, em ngủ. Sao em không ngủ? Sao em ngủ hay là em ngu? Em xem tình yêu hoài. Vậy là em phải uống thuốc. À, thời điểm này nó có bán cái thuốc loại là thuốc thông minh ha. Uống vô là bảo đảm thông minh luôn. Rồi 1800 tốn tiền. Tối nay có ca em, tối nay anh ca. Nếu mà em ngu, em qua anh là bảo là em thông minh nè, cứ qua anh đi. Qua anh đăng ký lớp tháng 12 đi, qua đây anh dạy cho. Đừng có nói với em là anh em ở Việt Nam nha, anh chóng mặt luôn á. Đừng nói với anh là em ở Việt Nam nha, mà chúng ta không thuộc về nhau luôn. Chia tay sớm bắt đau khổ. Ở Việt Nam là anh bó tay luôn á. Ok, rồi giờ mình vỗ nha. Rồi bây giờ mình vỗ nha, vỗ xong rồi mình trang trí lên đây nha, đừng ai coi nha. Trang trí lên đây mà coi là tôi giận à. Em ở Texas mà không qua gặp anh, trời ơi, mình cùng quê hương với nhau mà không đi gặp nhau, có phải là đáng tiếc lắm không? Trời ơi, mình phải gặp nhau chứ, lên coi live mà không gặp nhau để học hỏi, đi qua anh đi, đi xuống anh đi, em ở đâu? Anh ở Texas, em ở chỗ nào? Nói anh nghe coi, Texas em ở chỗ nào? Hello, can I help you? Ok, sentate. Cinco la moto. Trời, ở Texas mà ở đâu? Ở chỗ nào đâu nói nghe coi. Hôm qua gặp tình yêu là cười bậy ngu ngu. Á, chị đẹp ơi. Trời ơi, nói thiệt mà. Qua đây gặp anh là bảo đảm luôn. Đúng đẹp luôn. Qua gặp anh đi. Em ở Texas mà em ở đâu? Nói đi nghe. Cho ở thành phố nào? Anh làm dạy ở Houston đó. Nhà anh ở Houston hả? Nhà anh đâu có ở Houston.
đầu chuẩn bị live show, làm mấy cái kiểu lên đẹp và cố luôn. Nhỏ lông mày. Okay, go wash your hands. Ok, giờ mình làm nhé. Nha, giờ mình dặm nè. Mấy cái cây này mình chùi. Ok. Cái này không biết vẽ gì hả?
Rồi. Bên đây. Anh làm giống như cồn loan phải không? Cái này là em không có cồn loan gì đây, em ơi, cái này là treo rồi em làm nó thôi chứ cồn loan gì đâu. Cái này là mây, giống như mây đó, mình làm cái mây đó em. Nhìn cho nó ảo. Làm cho nó ảo thôi. Đi bỏ treo lên nó đẹp. Cái này bỏ treo lên nó đẹp lắm. Nhìn nó giống mây này thấy không? Mây nó bay từng đám đó. Cái này nó giống như nó ảo quá. Nhìn nó ảo giống như máy bay. Ok, bây giờ mình chuẩn bị mình làm cái khác. Oh, sorry.
Sorry nha. Trời ơi. Đừng giận nha, đừng giận nha. Everybody don't see it. Em chấm với acetone hay alcohol vậy? Trời, Nguyễn Thanh Phương hôm nay kêu bằng bé luôn mới nghe. Dạ, thưa ba chị, em chấm với lại alcohol. Em kêu anh bằng bé là em chán sống rồi đó. Anh kêu bằng anh đi. Bé, em chắc là nhỏ tuổi hơn anh là chắc rồi, nhìn khuôn mặt này chắc nhỏ hơn. Cái gì mà hứ hứ vậy? Cái gì mà nó không có thẳng gì? So, can I help you? What's you want? Hmm? What's you want? Pedicure? No, just I want a bill, and then I want to change these to change. Stiletto? Yes, okay. I want to do something. Hai cái ngón đó nó muốn đổi sếp. Hai cái ngón nào nó chỉ em á, đổi làm cái móng nhỏ. Ok, giờ mình là chuẩn bị nha. Bây giờ mình lấy cái này nè, bỏ lên. Cái sợi dây này nhìn sao nó giống như méo méo rồi ta. Let me see. Đúng rồi, sợi dây này nó méo rồi. Yeah, you want to? Yeah. Okay. Đổi màu hay là không đổi màu? Yeah, you take it off. You want? Chia được làm thợ cho anh thì tốt quá, đừng xem làm nail mỗi ngày.
Đó là em làm cho nó lần sau lần trước á. Đâu nhận hai tỉnh. Làm cho nó cũng nhớ. Tiền cho nó thấy mẹ luôn chứ ở đó mà lấy tiền nó làm gì, trả tiền ngược lại cho nó đó. Mấy người là mấy người trong trong tiệm làm mà đâu phải mấy người là mấy người thợ mà. Ngày xưa nữa nó làm đủ thứ đó mọi người, mình phải làm. Anh chị em cứ nói làm đơn giản cho nó dễ kiếm tiền, ai không biết điều đó. Mà trời ơi, khách bây giờ nó đâu có chịu đâu, nó đâu có chịu đơn giản đâu, nó chịu toàn thứ dữ không. Mình không biết làm là mình thua kém người ta rồi. Suốt ngày mình cứ nói là làm đơn giản cho dễ kiếm tiền, dễ mình, nhưng mà nó đâu có chịu dễ đâu. Give me that hand. Thank you.
treo, treo để gắn hộp sườn em, lớp treo và bếp bằng co là gì, ly cụt treo à. Đúng rồi, cái này gọi là ly cụt treo, để cái này gọi là diamond treo, để mà mình gắn diamond nó có thể làm hot treo, làm đủ thứ đó, nói chung là làm đủ thứ đó, làm tùm lum, làm để cho nó đẹp, cho nó chắc. Con bướm nó không có chạy đâu khỏi đó. Con bướm mà nó không có bỏ cái lá lên, nó chóc ra đó. Con bướm nó sẽ chóc. Còn cái hộp sòn này phải còn có cái treo này. Cái treo này để làm chi biết không, cho nó giữ cái hộp sòn lại chặt hơn, đẹp hơn, nó gắn hộp sòn mình treo thì nó đẹp hơn. Mình không có sơn, mình không có, mình có thể di chuyển bất cứ giờ nào là xong rồi mình mới bỏ vô đèn. Còn cái kia anh chị em chưa có di chuyển, anh chị em mà gắn lưu á, anh chị em phải làm cho đẹp, chứ làm lưu mà làm không đẹp là xong, hư cái hộp xoàn hết. Thế là cái chưa, cái treo, cái chơi lưu nó dễ chóc lắm, nó dễ chóc và nó chóc luôn cái nó chóc luôn cái đít hộp xoàn, hiểu không? Còn cái này á, anh chị em làm á, nó không có bị dễ chóc, tại vì mỗi lần mà tình yêu làm á, tình yêu lấy cái cục treo bự rồi, thấy không? Nên bỏ lên đây, hộp sòn nó nằm ở trong cái hộp sòn đó. Giờ cái này nó có thể che luôn con bướm luôn. Con bướm nó nằm dưới cái lớp này nữa là xong. Con bướm nó không có tụt ra ngoài được. Con bướm mà không có cái lớp này là nó dễ chóc lắm, nó chóc cái liền à. Tại vì nó về nó rửa tay, nó đụng vô cái móng là sẽ chóc liền. Còn cái này nó khô vờ con bướm, nó khô vờ luôn con bướm luôn. Thấy không? Nó khô vờ con bướm luôn là coi như con bướm nằm trong đây luôn. Con bướm này là gọi là con bướm nhốt. Bướm này là gọi là bướm nhốt nó lại luôn. Còn cái này là con bướm này nó bị nhốt lại, nó không có chạy đâu khỏi, không đi đâu ra ngoài, đâu có ra ngoài được, hiểu không? Không có đi ra ngoài được. Còn cái này, còn cái con bướm anh chị em bỏ lên không, chơi không thì nó dễ chóc lắm. Anh chị em có lấy cái đồ anh kia em cà nó xuống nó cũng vậy, đè nó xuống nó cũng bị chóc. Còn con bướm này là không bao giờ bị chóc luôn, tình yêu làm nó lớp thì rất là chặt cứng nhắc luôn, nó nằm ở trong cái treo luôn, không bao giờ mà nó bị. Mình bỏ hộp sòn cho nó đẹp đó, mình bỏ lên, tại vì ít nhất một bàn tay phải có hai ngón hộp sòn, cho một ngón thì nó ít quá, còn 10 ngón thì ok, nhiều tiền khoái. Còn cái này là phải gắn hai ngón hộp sòn, tại cái bộ tay nó ảo á, mình phải làm cho nó đẹp một chút, sáng ngời chút, nhìn nó giống ảo lắm, nhìn nó giống như là bướm ở trong động đi ghê. Ok rồi, bây giờ mình dọn dẹp đi cho nó xong cái đã, là mình muốn bỏ gì rồi bỏ. Ok, bây giờ mình xong rồi, bây giờ mình bỏ mấy con này. Xong rồi tí xíu mình bỏ con cái ấy lên là dừa. Dọn dẹp. Mấy cái này thì nó hơi ảo chút. Nhìn nó đẹp lắm. Bỏ treo lên nó đẹp à. Thấy chưa? Em thấy không? Nhìn nó rất là đẹp. Nó giống như nó có lớp bóng lên, nó giống như mây bay. Đẹp lắm. Hôm nào anh xe kỹ thuật giữ bướm nha anh. Kỹ thuật giữ bướm làm sao em? Bướm đâu cần giữ đâu em. Bướm là phải cho nó ăn đầy đủ. Bướm không có nên giữ, bướm là phải cho ăn. À, bướm phải cho ăn đầy đủ. Bướm là phải cho nó ăn đầy đủ trong thời nó bay.
bữa mà không cho nó ăn đầy đủ là nó bay, nó chịu. Ok. Take it out. Turn it out. Turn it out. Yeah. À, cái món này móc clear nè, phải sơn ở dưới nè. À, sơn ở dưới nè. Yeah. Sơn ở dưới nè. Anh nhốt vậy nó nghẹt thở à? Nó nghẹt thở kệ nó chứ, bướm là phải nghẹt thở xong cho nó bay, thôi nó người khác nó bắt. Đẹp nhức nách luôn, thiệt là mơ hồ quá, mơ huyền mờ. Coi nè, thấy không? Thấy bướm không? Ui, đẹp bà cố luôn. Ui. What to eat? Itchy? Itchy? Yes. Where is that? Let me do it for you. Oh. No. No. Có đầu dữ nhỏ chưa vậy? Dạ khoảng mấy ngày nữa có chắc kỳ ly. Có mấy ngày nữa mới có được. Chị em thấy nè, bàn tay nhìn nhức nách không? Nhìn đã lắm, nhìn đẹp lắm. Nó ảo hiền hiền. Ba bốn màu lên, nó nhìn có vẻ nó thông. Wow, nhìn đã. Nhưng mình đã hết first. Almost lấy tiền. Đây đây đi, bỏ đây đi. Đẹp quá hả? Huyền ảo quá. Đẹp không? Cho ít trái tim đi. Cho ít trái tim đi. Cho tim đi.